mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sò vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hạt rẻ cười. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Bắt đầu với màu tím nha mọi người. Mọi người ơi, mình chọn một tím nha. Thế nên một ngày phải làm 8 tiếng mất. Thế cha bảo từ hôm qua thì để hôm nay người ta là 7 giờ, hôm nay 6 giờ người ta đã dậy được. Phần mà edit video của em đâu, bạn đọc được chứ?
không biết, nói chung là cứ gai qua cái video của em. Còn không biết, còn không biết ai làm thì đánh hen. Một con sâu làm giàu đối canh mà không biết thì tóm hết. Đúng rồi, chị có là người làm giàu mà. À anh mọi người ơi, mình sợ màu xanh đen nha. Điện thoại giờ bán điện thoại đấy thì người ta bảo là bán xác. Tại bọn bạn này mua nó quên một triệu. Bọn bạn này nó không biết thì nó khác. Mọi người ơi, màu xanh đen của mình đây này. Tiếp theo là màu cam đi, màu cam chưa có. Đây là chi tiết được bao nhiêu bạn? Chị tưởng là hết video đấy lên trên kia. Nhà cô không làm một cái dây ký. Mọi người ơi, đây một cam này. Bây giờ mình sẽ kết vòng nha. Mọi người ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ một lần từ chơi nha. Lên đấy thì sao bảo anh kia là chị lấy máy của em quay được không nhé? Không, sao nó dính vào nhau, cứ hỏi đi. Rồi sao? Sao nó dính video vào nhau nó lại bảo để quá tải. Mấy video chán ngắt.